Đây gọi là vườn đá nhé. Sáng là khỏi phải đi ấy, đi tập thể dục. Còn đây cứ đi ngắm không là hết thời gian này đúng không? Đây đứng từ cái cao nhìn xuống đấy là vườn đá này đúng không? Nếu mà tính về độc tiền nhà không là đúng, mình thích nãy giờ mình đến như này thì chắc kể phải cả nói trên... cũng phải chở ngoài Bắc vào luôn. Nó phải có trên 100 tỷ chứ không phải ít, cả tiền công tiền đầu vật liệu đúng không? Chứ không phải đơn giản đâu. Thế đây vụ mình cứ làm vậy để vậy thôi chứ không có ở gì kìa, không ai ở à? Cái này làm nhà hàng, mỗi lần mà tiệc gì đó thì tổ chức ở đây. Dạ, còn mấy cái này là xin cho chỗ của em là người ta chọn làm phim trường không à? Mấy người mà quay phim và đoàn phim xưa giờ á, tất cả đoàn phim chọn đây làm phim trường. Phim mà nói về những cái biệt thự cổ ngày xưa là hay vào đây quay. Dạ. Phim cổ trang này nọ. À kia này vẫn có nhân viên vẫn bán hàng vẫn đầy đủ rồi. Dạ không, nhân viên nhà thôi, chưa có bán. Phim mà nhà gái giàu rồi qua gặp nhà trai giàu hơn á. Có cái dạng mà. Nhưng mà bộ phim Việt Nam mình đã quay ở đây là bộ phim nào? Hiện đã trình chiếu rồi. Ví dụ như là Tình Sử Thiên Đô nè, rồi mấy cái clip ca nhạc nè, rồi cải lương, rồi phim Ruby Máu, rồi đã trình chiếu rồi đấy, đã trình chiếu trên truyền hình rồi đó. Cái này, bên này có cái không gian thờ Bác La Hán bằng gỗ dâu, độc đáo nhất Việt Nam, giống như là có anh coi cái bộ này mới khủng khiếp, toàn bộ bằng gỗ dâu hết, dâu ngàn năm. Đây hả? Đây 10 này tất cả là 18 ông đúng không? 18 vị La Hán này. Đây là tụi tôi đã bắt đầu sang tới trúc thần kinh rồi nhá. Tới chuẩn bị lấy chân kinh rồi đấy. Đây là tòa nhà này là 18 vị La Hán đó các bạn nhá. Đấy. Anh vừa nói là gỗ này là gỗ gì? Dâu cây dâu, gỗ dâu ngàn năm. Gỗ dâu ngàn. Dự tà, gỗ dâu ngàn năm và dự tà. Dâu này chiên thì tâm linh. Cái này nó là vô giá đấy. Gỗ này là một cây đẽo ra một hình đó. Nguyên khối luôn đấy. Nguyên khối, không chấp vá, không giá. Đúng rồi. Cái này là một cây một chuỗi. Nghệ nhân được cái này đúng không? Nãy giờ là thấy cái này là tâm đắc nhất này. Còn ở trên nữa. Trên còn một không gian, không gian thật. Tượng Phật trên kia lớn gấp đôi tượng này. Đây chắc cái này là gỗ thông đúng không? Dạ, cái bạch tùng. À, bạch tùng. Nguyên cây của nó luôn đúng không? Dạ, cây nó dài lắm, cái cắt khúc này, cắt khúc ngọn để tượng Phật với lại lối đi nè. Hồi xưa nó dày lắm, người dòng dòng đi được. Phải sửa hai mặt cho nó bằng nhau hết. Còn không gian cái nhà tháp Tam Thế Phật trên này nữa. Đi. Chuẩn đấy. Tại em chưa mở cho em mở ra thu hút dữ lắm á. Đúng rồi. Thu hút quay dữ. Nhưng mà đạt để mình làm đạt được như thế này thì đến bây giờ được bao nhiêu năm rồi? 20 năm được bây giờ như này. Anh nghĩ rồi đá mà. Đúng rồi. Mấy này mỗi lần mình đi sưu tập mình mua về đâu phải đơn giản đúng không? Cái cục đó mình thích mà phải để đâu nữa. Nhưng mà ai là người thiết kế, là người đạo diễn? Chính bố mẹ em. Ba người.
Để lên một duyệt phát cái tác phẩm này nó phải mất 3 người đúng không? Cái này là 4 căn này là mua ở ngoài Tây Bắc trở vào nè. Ừ. 4 cái nhà sàn á. Cái tầng dưới này nó thấp lắm, em độn cái bê tông bên dưới á cho nó cao lên á. Đây nhà sàn Tây Bắc đây. Nó cân đối. Nhà Tây Bắc luôn á. Ông mua ở trên Tây Bắc. Cũng không có chơi Yên Bái. Yên Bái. Để mua Yên Bái. Như vậy là tổng diện tích 12 hectare là mình xây dựng hết luôn đúng không? Xây hết rồi đó, bao hàng rào bao quanh luôn. Thì gọi là hơn như vạn lý trưởng thành rồi đấy. Hiện tại giờ mình cũng có bao nhiêu người nào? Đúng rồi, khỏe người luôn đấy. Người này đam mê không mập được đâu. Cái đất ở bên kia nó có cái eo gió cũng mạnh gì mà. Hồi đó ăn cơm á, bày cái bàn ra ngoài sân hồi á, ông nó bay xuống á, nó ăn chung với mình. Cái mình bỏ cái đũa ra cho nó gấp đi rồi mình mới thò đũa vô mình gấp rồi ăn. Đất mình đó nó vui lắm, nhiều kỷ niệm. Đây cái nhà này mình gọi là cái nhà gì? Đây chính là chính điện nhà thờ Tam Quan á, Tam Quan Tam Thế Phật. Đúng điểm gió luôn. Có gỗ dâu hết. Gỗ dâu. Cửa nó sẽ là gỗ dâu. Toàn bộ là gỗ dâu hết đúng không? Nguyên khối luôn. Mà nó to như vậy là anh biết cái cây dâu tầm biết rồi ha. Nó chút thế này. Nhưng mà cái này chắc phải chắc nối sao chứ một hiệu ấy sao được đúng không? Nói chung là cây to mình ghép lại. Ừ. Một cây dâu mà 200 năm tuổi đó có như vậy. Nhưng mà thợ này thợ đâu 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 về? Thợ ở đây thợ Bắc. Thợ này. Thợ này không nhưng mà thợ Bắc thì. Nhưng ông nhắm ông làm được không? Chịu. Tay nghề không làm được. Tay nghề. Ông này cũng là thợ nhưng mà thợ chỉ làm ba cái này thôi, chắc là ấy thôi, nhẹ nhẹ thôi chứ không. Ông theo tôi góp ý ấy, ngày mai á mình làm một cái giống như kiểu là cái cờ hay là biểu hiện riêng của mình, đứng đây là mình nhìn thấy hết xung quanh của mình luôn đấy. Bao la luôn.